Em Tuấn tiếp tục đồ đồng cho bác ạ. Tất cả đây đều là đồ đồng đúc ạ, đồ đồng đúc. Em thông báo cho bác bởi vì có một số bác là không hiểu, bởi vì là nghĩ là cái hàng bây giờ đấy người ta là si đồng, nhưng không phải si đồng bác nhé. Đây tất cả là đồng đúc. Còn cái dòng si đồng là có nghĩa là người ta đúc bằng thép hay là bằng thủy tinh hay bằng kaolin lanh các thứ, họ si đồng lên, không phải nhé. Đây tất cả nguyên bản là đồng đúc ạ, được chưa? Ok, để mà sẽ giới thiệu các bác từng sản phẩm. Thứ nhất là, ôi nhưng mà các thông cảm nhé, quay ở trong cái điện thoại này nhìn thì nó ở ngoài này nó 10 thì trong điện thoại nó chỉ còn khoảng độ 6 thôi, nó bé hơn, nói luôn thôi đấy. Và đây là tất cả những cái sản phẩm như thế này. Đây là gọi là một số thiết bị thì có nghĩa là nó rất là lâu đời rồi. Như cái này chắc là ngày bố em cởi chuồng nó đã có đời có mắt mặt rồi chứ chả phải em nữa. Đấy, thật. Mua người chùa này chắc nó phải tới mấy trăm năm rồi đấy. Những cái sản phẩm này báo cáo các bác là những cái sản phẩm như thế này thì nó sẽ đi trường tồn theo năm tháng. Các bác cho bố, cho mẹ, cho ông, cho bà hay là cho mình hay tặng ai chẳng hạn, bất kể sếp hay ai, các bác có thể cho 5 10 triệu, 20 triệu, nó chỉ 1 2 năm là người ta quên bẵng. Nhưng những cái sản phẩm này, đây cái chuông này, cái sản phẩm như thế này chẳng hạn, thì là nó sẽ thi theo vĩnh viễn, có nghĩa là cả nghìn năm nó cũng không hỏng đấy, cả nghìn năm nó không hỏng. Và khi cứ mỗi lần người ta cầm đến, ở đây cái này của bác này, cái này của bác kia, ấy cái này của ông cụ này này, ngày xưa của ông cụ này đấy ạ, đấy nó rất là ý nghĩa và nó có giá trị lâu dài về sau, trường tồn về sau. Sau đây Tuấn sẽ giới thiệu mức giá cho các bác thế thôi, chứ còn không nói nhiều lan man. Ở đây là cái hộp, cái ống này thì đây, và cá ống nó to, đây nó nhìn nó to đấy, to lắm. Nó xung quanh là có thiết kế trâu hơi bò cái khoái gì đấy các cụ này. Đấy. Đấy. Chả biết ống này đựng bút hay đựng cái gì đây, có cái ấn ở dưới này. Cân nặng này, 1 cân, gần 1 cân, xít soát vào mấy lời nữa, cân gần cân đồng các bạn, 900k, 900k này ạ. Được chưa? Em để luôn xuống dưới này cho nhanh nhé. Sang đến thứ hai là cái chuông này, cái chuông đây, cái chuông này hình xung quanh là hình bát quái à, bắt đầu đếm xem bao nhiêu nhá, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, đúng rồi, bát quái. Bát quái này chắc là dùng để chuông này, đây dùng để chùa hay cái gì em chịu thôi. Cái này 800k, 800k chuông này cho bác luôn. Sang tiếp tục cái ấm cổ này, ấm này thì em vừa em như em đã nói rồi đấy, thời em cởi chuồng thì nó có lâu rồi, chắc thời bố em cởi chuồng thì nó đã có rồi. Ấm này ở trên này, biểu tượng là Long Phụng, Long Phụng chắc là những cái ấm này ngày xưa của vua chúa rồi đấy, ấm đồng ấy, rồng này, Long Phụng này, tượng Long Phụng này. Còn cái đời nhà nào thì em chả biết được, bác đọc đây cho em cái đời nhà nhà Đường, nhà Thanh hay nhà Tôn Ngộ Không hay nhà cái gì thì các bác xem hộ em. Em bó tay mức giá 1 triệu 2 chiếc ấm này nhé, 1 triệu 2 chiếc ấm mồm đồng đen, đồng vàng nhưng mà lâu ngày nó đen nhé, được đồng đen đấy. Đây là con heo, bác nào tuổi heo tuổi lợn nhá, con heo này là con heo heo tiền nhá, chú hiệu em là con heo tiền, xung quanh nó toàn tiền vàng rồi, heo tiền có ấn luôn, heo tiền rất là nhìn này nhá, rất có hồn luôn, heo tiền toàn tiền vàng đây, bác nào tuổi heo tuổi lợn nhảy hết vào đây. Bắt con heo tiền này về cho em. Đấy, heo tiền vàng đấy. Nhìn thế thôi, nhưng mà cân 2 đồng đấy bác ơi, không ít đâu ạ. Nhìn các bác cứ tưởng nó nhẹ à. Nhá, cân 2 đấy ạ, không ít ạ. Mức giá 1 triệu 3. Đấy, heo. Sang đây cái ấm này nữa. Cái ấm này không biết là thời của Tôn Ngộ Không hay là Tôn Hành Giả đây, giả hành tôn đây. Ở trên chốc là có hình con rồng này. Bên này là Tôn Hành Giả này. Đấy. Bên này là hình con rồng này, con rồng này bay dưới nước lên bắt Tôn Ngộ Không. Đấy, có thấy chưa? Những chiếc ấm này khá là lâu đời rồi. 900.000, 900k cho các bác. Sang đến đây đó là đôi bình con công nhé. Đôi bình con công này cũng bằng đồng hết này, đồng vàng này. Trên mài ra biết ngay. Ở công này rất là đẹp luôn.
Đôi bình công này mức giá là 1 triệu 9 một đôi này. 1 triệu 9 một đôi ạ. 1 triệu 9 một đôi bình công này các bác nhé. Bình công 1 triệu 9. Đấy. Đặt luôn cho các bác xem nó cân nặng bao nhiêu. 6 lạng. 1 cân 2 một đôi này. Cân 2 đôi bình này. Cân 2 đôi bình công nhé. Sang đến đây. Đây là cái tháp bút. Tháp bút ạ. Tháp bút này là các bác có thể tặng con, tặng bố, tặng mẹ, tặng ông, tặng bà hay là tặng các bác, các chú nó chuyên ngành về học vấn đấy. Học vấn. Đây là cái tháp bút, tháp văn xương và ống đựng bút. Thì cái tháp này gồm có 1 tầng, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tầng. Tháp này là 9 tầng. 9 tầng ạ. À, mức giá là 1 triệu 9. Cái ống này bên này là để đựng bút đấy. Đấy nhé, bác đựng bút ở bên này. Nó gọi là tháp văn xương nhé. Tháp văn xương. Được chưa? Ở xung quanh là một ống ống bút này là thiết kế kiểu hình cây trúc. Một cái tháp văn xương là nó liên quan đến học vấn, học vị, học hàm. Đấy. Các bác cho tặng rất tốt 1 cân ạ. Em nó 1 cân luôn, cân đồng nhé. Và cuối cùng đây là công. Đấy, công bằng đồng. Công bằng đồng hết ạ. Rất là đẹp luôn. Gà kêu quá các bạn. Đấy, mức giá của công này 1 triệu 8. 1 triệu 800 nghìn. Công này không biết là làm từ cái thời nào đây. Em cũng không nắm được cái từ thời nào nữa. Tức là từ thời con công ra đời. Từ thời con công ra đời. Đấy, ấn đấy. Từ thời con công ra đời. Công này có chiều cao, nó tầm khoảng độ 23 25 đấy. Đây là kính găng tay này, tầm 25. Đây. 1 cân 4 ạ. 1 cân 4. Được chưa? Mức giá 1 triệu 8. Đấy, rồi bác nào có nhu cầu. À đây nữa. Còn cái mâm đồng bát giác. 1 2 3 4 5 6 7 8 à 9. Xem nào. Nó là tính từ đây nhá. 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 rồi. 9 hay thập gì đấy. À, chiếc mâm này có mức giá là 1 triệu 900 nghìn. Trên giữa có hình con phụng này, hai bên này rồng này. Long phụng. Rồng phụng ạ. Long phụng nhá. Hai bên là hai con rồng này. Ở trên giữa chính giữa kia là con phượng phụng. Đó là bình long phụng. Dưới cùng này là con quy à. Đấy. Quy rùa đấy. Ok chưa bác? 1 triệu 9 nhé. Bước này 1 triệu 9. Em chào các bác.